Thiết bị điện tử công nghệ cao hotline 0865618226. Xin chào tất cả mọi người đang xem video clip này của mình nhá. Thì hôm nay mình làm video clip này là để giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của chiếc máy định vị nghe nén siêu nhỏ nhất hành tinh. Đó là mẫu X2 mọi người nhá. Đó, đây là mẫu X2 dùng ứng dụng là 360GBS, là ứng dụng mới nhất mà bên mình mới nhập về được nhá. Đó, thì đây là sản phẩm này. Đó, đây sản phẩm nhé, đây sản phẩm này, đó, đó thì trước tiên đi vào hướng dẫn sử dụng cho các bạn thì mình giới thiệu qua một chút về bên mình thì là đơn vị mình là chuyên cung cấp các dòng camera ngụy trang, camera siêu nhỏ, máy định vị, máy nghe nén, máy ghi âm siêu nhỏ, các thiết bị phát hiện và bắt sống ngoại tình. Đó, bạn nào đang quan tâm đến những dòng thiết bị này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Bạn nào ở gần Hà Nội và Sài Gòn thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship code toàn quốc cho các bạn. Các bạn nhận hàng được bóc hàng ra, kiểm tra và thử hàng đúng như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn thanh toán tiền. Mà không đúng như video clip này mình đang hướng dẫn thì các bạn hoàn hàng về cho mình và không mất đồng tiền phí nào cả. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy định vị siêu nhỏ nhất hành tinh này. Đây là mẫu X2 mọi người nhé. Đó, nó dùng app ứng dụng mới, nó là 360GBS mọi người nhé. Đó, đây sản phẩm này. Đó, rất là nhỏ gọn nhá, thiết bị nó chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Đây, nó chỉ to bằng ngón tay cái của mình thôi. Đó, rất là nhỏ gọn, mặt sau này có lăn châm này. Đó, made in Japan, hàng của Nhật mọi người nhé. Đó, đây. Đó, trong hộp thiết bị, đây, mình xem hộp ra này. Đây, trong thiết bị thì gồm có một dây cắm sạc này. Đó, thiết bị này dùng pin được khoảng 4 đến 5 ngày mọi người nhé. Thì muốn sạc pin thì các bạn cắm như này. Đây, đây, hướng cái chân sạc như này. Đó, đầu kia các bạn cắm vào cốc sạc là các bạn có thể sạc được nhé. Các bạn sạc tầm độ 4 đến 5 tiếng, pin nó được tầm 4 ngày bạn nhé. Đó, đây. Và đây là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, do đây là một sản phẩm mới mà bên mình, đơn vị mình mới nhập về được nên là mình chưa cho nhân viên dịch ra được. Đó, thì mình đã, các bạn khi nhận hàng thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là xem video clip này của mình là có thể sử dụng thành thạo, ok hết tất cả các bạn nhé. Đó, đây, sau đây mình sẽ bỏ sản phẩm ra này. Đó, đây thiết bị này, siêu nhỏ gọn luôn nhé. Đó, đây là tem nhà sản xuất đây. À, đây mình sẽ mở bên trong này. Đây nhá. Đó, các bạn lắp một cái sim vào đây này. Đó, đây là khay cắm thẻ nhớ trên. Còn đây là nút bật nguồn này. Đây là chân cắm sạc. Đó, đây là dòng mã của nó này, 8677 này. Đó, đây là dòng mã mới mọi người nhá, dùng app 360GBS. Đó, thì sau đây mình sẽ lắp một cái sim đăng ký mạng vào trong thiết bị, test sản phẩm, test định vị nghe lén cho các bạn. Đó, và đặc biệt mình cũng cảnh báo với một số các bạn đang mua các cái dòng thiết bị định vị nghe lén đọc tin nhắn theo dõi qua số điện thoại, Facebook, Zalo, trên thị trường bây giờ tất cả các sản phẩm đó đều là lừa đảo hết mọi người nhé. Các bạn mua các sản phẩm đó thì không được dùng được một tí nào đâu, toàn là lừa đảo hết thôi nhé. Chỉ có như thiết bị như của bên mình gắn vào xe hoặc là gắn vào túi sách, ba lô là để trong phòng họ, làm sao thiết bị này ở gần họ là được, là mình có thể định vị và nghe nén ghi âm trực tiếp từ xa được mọi người nhé. Đó, đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái sim đăng ký mạng này nhá, sim đăng ký mạng Viettel này. Đây, mình sẽ bóc ra, các bạn lấy cái lớp trong cùng giúp mình nhá. Đây, lớp trong cùng này. Đó, đây, mình gạt sang. Đó, gạt sang nhè nhá. Đó, mình hướng dẫn cho các bạn cách lắp sim này. Đây, để lắp sim thì các bạn lắp như này. Đây, đó, đây các bạn lắp như này, xong các bạn gạt xuống, đó, gạt xuống như này. Đây, các bạn nào muốn ghi âm thì các bạn gắn lên trên. Cái thiết bị này có một điểm rất là hay cải tiến, đó là có thể là ghi âm nghe lại trực tiếp trên ứng dụng luôn. Các bạn nào mà muốn ghi âm những đoạn dài thì các bạn cắm thẻ nhớ vào, đó, đây, cắm thẻ nhớ vào, đó. Đây mình sẽ bật thiết bị lên, đây là nguồn nhá, các bạn dí ở đây khoảng 3 đến 4 giây. Đó, thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ. Đây, bật lại một chút.
thiết bị nó sẽ sáng và đèn màu đỏ nhé. Đây. Đó. Các bạn dí bao giờ nó sáng cái đèn màu đỏ nhấp nháy như là được mọi người nhá. Đó, đây, mình sẽ đậy lắp thiết bị vào. Đây. Đậy lắp vào. Đó. Khi để sử dụng được thiết bị này thì các bạn đây các bạn tải cho mình cái ứng dụng. Đây bạn nào dùng iPhone thì bạn các bạn vào Apple Store nhá. Bạn nào dùng Samsung thì vào cửa hàng CH Play. Đó. Đây vào Apple Store. Tải cho mình cái ứng dụng. À, các bạn đâu tìm kiếm này. Tải ứng dụng là 360 GPS. Đó. Đó, đây biểu tượng nó sẽ là như thế này mọi người nhá. Đó thì các bạn tải về rồi thì các bạn ấn mở này. Còn đây mình sẽ thoát hết ra. Đây là một thiết bị khác. Đó. Đó mới đầu thì màn hình đăng nhập nó sẽ là như thế này. Thì mình hướng dẫn cho các bạn có hai cách để các bạn đăng nhập. Một là các bạn nhập tài khoản này, các bạn nhập cái dãy số trên thiết bị này 8677 này 1159. Mật khẩu thì các bạn gõ là 123456, đấy là mật khẩu mặc định. Còn các bạn nào muốn đổi mật khẩu thì các bạn vào trong ứng dụng nó có chỗ đổi mật khẩu mọi người nhé. Đó, và cách thứ hai thì các bạn ấn ô cái mã vạch này. Đó, thì trên thiết bị nó có mã vạch thì các bạn quét cái mã vạch đó. Đó. Đây nhá, quét cái mã vạch nha. Đó xong các bạn ấn đăng nhập login là bắt đầu nó màn hình đăng nhập nó sẽ là như thế này. Đó thì các bạn ấn vào chữ check này là định vị. Đó. Đây, định vị chuẩn đét luôn. Nó ra luôn cả số nhà luôn này, địa chỉ số nhà bao nhiêu này. Số nhà bao nhiêu rõ hết nhé mọi người nhá. Đó. Đây thiết bị là cái hình mặt người này nhá. Đó, bên dưới này nó ghi địa chỉ này. Còn đây nó hiện phần trăm pin. Đó. Còn đây nó hiện ngày này, giờ bên cạnh luôn, chuẩn đét luôn. Đó, các bạn nào muốn xem vệ tinh nhá, các bạn ấn vào cái hình quả cầu à, ấn vào. Đó, các bạn zoom gần vào, đó, định vị rõ từng nóc nhà luôn. Đó, rất là rõ nét, cái loại này rất là rõ nét mọi người nhá. Đó, zoom to, zoom nhỏ, đấy. Đó, dùng rất là ok nhá. Con này định vị chuẩn chính xác 100% luôn. Đó. Đấy. Đấy. Khi mà màn hình đăng nhập nó sẽ như này thì các bạn ấn vào chữ check là nó sẽ ra định vị luôn. Đó, chữ check phát là ra định vị luôn là đang ở đâu là đâu và biết hết. Đó. Đây, và playback đây là cái phần này các bạn xem lại quãng đường di chuyển nhá. Thì thiết bị này nó sẽ xem lại được quãng đường di chuyển trong vòng 90 ngày. Đây nó sẽ start này. À, các bạn muốn xem từ ngày bao nhiêu thì các bạn nhập vào từ ngày bao nhiêu, còn đến ngày n là đến ngày bao nhiêu thì các bạn kết thúc này bao nhiêu đấy thì các bạn ấn confirm. Đó, do thiết bị này mình chưa di chuyển, vẫn là thiết bị mới nên là nó sẽ không có hiện một cái gì cả. Khi các bạn mà di chuyển rồi á thì nó sẽ hiện quãng đường là đi từ đâu đến đâu, nó sẽ báo hết ở trên này nhá mọi người nhá. Đó. Đây. Còn đây, fan xe này. Đó, cái này không quan trọng. Đó. Đấy, còn thiết bị này nó có thể ghi âm xong nghe lại trực tuyến ở trên ứng dụng này luôn nhé. Đây các bạn mà start này. Đó, là như này nhé. Các bạn đợi một chút 30 giây là nó sẽ hiện một cái đoạn ghi âm đây nhé. Đó, thì đây mình ấn quay lại. Test cho các bạn cái mục nghe lén trước đi. Đây. Để nghe lén nhé. Thì để nghe lén thì nó có hai cách. Cách thứ nhất thì các bạn nhập vào đây. Nhập vào đây là nó sẽ có cái chế độ tự động gọi lại nhé. Là khi có âm thanh tiếng động là nó sẽ tự động gọi lại cho các bạn. Đây thì mình sẽ nhập vào này. 0865618226. Đấy các bạn ấn confirm. Đó. Là thiết bị này khi đủ cường độ âm thanh là nó sẽ tự động gọi lại cho các bạn. Để các bạn nghe lén nhé. Đấy. Các bạn đợi một chút nó sẽ tự động gọi lại cho các bạn này. Đó. Đó, khi nào đủ cường độ âm thanh thì thiết bị nó sẽ tự động gọi lại cho các bạn nhé. Đấy, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối bằng tin nhắn cũng được. Không thằng này. Xong số điện thoại trong máy điện thoại của các bạn, máy điện thoại mà các bạn muốn làm admin á. Các bạn chọn 0865 này, 618226. Thằng. Đó, các bạn ấn gửi vào.
Đó. Thì là bây giờ cái số điện thoại đuôi 26 này của mình đã làm admin của cái thiết bị định vị này. Thì các bạn muốn nghe lén thì các bạn ấn gọi vào. Gọi điện vào cái số điện thoại trong máy định vị này nhá. Thì thiết bị này nó sẽ tự động bắt máy luôn. Đó. Alo. Alo. Đó. Tiếng o như vậy là do hai thiết bị này ở gần nhau, nó sẽ bị xung đột âm thanh mọi người nhá. Đó, còn các bạn nào mà để thế hai thiết bị này ở xa nhau thì nghe cực kỳ là rõ nét luôn mọi người nhá. Đó. Còn các bạn nào mà muốn ghi âm mà 10 phút một đoạn thì các bạn soạn tin nhắn là 3 số 2. 3 số 2 gửi đến số trong máy định vị nhá. Đó. Là bây giờ nó đang ghi âm là 10 phút một đoạn. Đó. Hoặc là các bạn muốn ghi âm mà 30 giây một đoạn ấy. Đây thì các bạn mình cho là các bạn xem lại cái đoạn ghi âm vừa nãy nhá. Xem lại ghi âm vừa nãy các bạn vào ứng dụng là 360 GB này. Đây ấn vào mục ghi âm. Đó, nó sẽ ra cái đoạn ghi âm vừa nãy này. Đó, là có nghĩa là cứ 30 giây một đoạn, 30 giây một đoạn nó sẽ hiện hết tất cả những cái đoạn ghi âm vào đây. Đó. Cái thiết bị rất là hay, mình không cần phải tháo thẻ nhớ ra mình cũng có thể nghe lại được. Hoặc là mình lúc nào mình muốn ghi âm những đoạn dài thì mình nên lắp thẻ nhớ vào nhé. Đó, nghe rất là rõ nét mọi người nhá. Thiết bị này có hỗ trợ lọc âm là 4.1, nghe rõ nét luôn. Đó. Rồi nhá. Đó. Thì vừa rồi mình đã làm một đoạn video clip để giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của chiếc máy định vị nghe lén ghi âm X2 này. Thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng thiết bị này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây 0865618226 để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Bạn nào ở gần Hà Nội và Sài Gòn thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào ở xa không đến được thì đơn vị mình sẽ ship code toàn quốc cho các bạn nhé. Các bạn được bóc hàng ra kiểm tra và thử hàng xong thanh toán các bạn nhé. Đó, các bạn nào thấy video này hay thì cho mình xin một like và một chia sẻ mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.